Cửa hàng Minh Nguyễn Alo, xin chào thầy để các bác quý anh chị yêu âm thanh trên mọi miền Đất Quốc. Hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu cho các một dòng loa B3, một dòng đến từ thương hiệu Đức nhé các bác nhé. Và con này thì mã thì đời rất là cao hiện tại trong thời điểm bây giờ. Mã có cái mã model là MU12. Thì con này chép của nó to như là chép dòng của B3X12i. Đấy. Độ thiết kế thùng nó sẽ là khác đi một chút. Đấy. Vì sử dụng lỗ thông hơi đằng trước nha các bác nhá. Đấy, thì X12i thì sử dụng lỗ thông hơi đằng sau. Hàng thì chân này thì em lắp thêm nha các bác nhá. Đấy, chân em lắp thêm để khi kê lên gọi là bê đi bê lại thì nó đã bị xước, nó bị xước cái phần dưới này. Đấy. Đế cao su này em lắp thêm thôi nha các bác nhá. Còn nguyên bản của nó sẽ không có cái đế cao su này. Đấy. Còn cái này thì mình lắp thêm để cho nó đỡ bị xước. Và con này thì nó thiết kế theo kiểu như là dòng loa array sự kiện ấy, thì những cái này lỗ là gài rác treo đấy, rác treo ở dòng quán như ba sạc. Thì đây em đã tháo sẵn nè một đôi đây để tiện giới thiệu và review cho các bác một dòng B3. Các bác biết rồi, hàng bãi xịn ăn xịn. Bao giờ các bác nhìn này, thì cái tem của B3 là cái dòng tem xoay đó nhá, tem xoay đấy. Tem xoay và đôi B3 như này là đôi hàng nước các bác nhá, hàng nước đấy, hàng gọi là hàng trưng bày thôi các bác nhá, nên là nó còn rất là đẹp, nó còn phải độ phải 98% các bác nhá, 98% đấy, chỉ thiếu mỗi hộp xốp thôi các bác nhá. Đấy. Gân thì gân vải tẩm dầu, gân 36 bát của B3 các bác nhìn thì không có lệch được đi đâu được đấy, 100% đấy, hàng xịn và hàng nhái nó khác nhau hoàn toàn luôn các bác nhá. Đấy. Cái này thì mặt trên của nó cũng đều là có dây trượt hết, móc treo. Đấy. Các bác thích treo cũng được và để cọc cũng được. Con này nó có độ cọc loa. Và đây mã model con này đó là MU12 nhé các bác nhé, MU12 nặng là 24 cân, 24 cân đánh cái chế độ 8 ohm. Con này với lại con 3G audio nó là một các bác nhé. Dòng thương hiệu của Đức thì quá là hay, quá là chất rồi các bác nhé. Đây là cái số mã vạch B3 MU12L 181223015. Sơ bộ là ở cái thùng vách thì con này sẽ là sử dụng là sơn sần đen. Sơn sần đen nha các nhá. Đấy. Họng này thì họng này nó không phải bằng nhựa các nhá. Đấy, họng riêng họng đặc trưng. Dòng này với lại họng của thằng B3X12i là họng đắp, là đắp bằng Ulysses, là cái dòng của như là sợi bông thủy tinh ấy, bông sợi thủy tinh đắp lên chứ không phải là bằng nhựa đâu các bác nhá. Và này đốt không là cháy. Đấy. Và cái này nó không bị chói tiếng. Đấy, bình thường ví dụ như là những cái dòng nhựa bình thường kia thì tiếng chép ra nó rất là chói, nhưng mà riêng cái họng của như là Polisic, cái dòng bông sợi thủy tinh nhá, thì thật sự các bác là tiếng ra rất là hay luôn, nó không bị ấy. Đấy, các bác nhìn chưa, nó như là một cái sợi này. Đấy, như một sợi đắp này, gọi là đắp bằng sợi bông thủy tinh. Đấy. Nên là nó tiêu âm rất là tốt. Chép con này thì chép rất là to nhá các bác nhá, chép con này là chép từ 17. Đấy, từ 17 tí em sẽ tháo hẳn côn ra em quay cho các bác. Đấy, côn xịn của nó. Các bác chờ một tí để em lấy dụng cụ để tháo côn cho các bác. Đấy. Dòng này thì nó là dòng sản xuất đời về sau này rồi, nên là nó có một chút nó gọi là khác một chút, nó không như là dòng bãi ngày xưa. Đấy. Nhưng mà tất cả các chất lượng sản phẩm thì nó đều là hàng xịn của B3 nha các bác nhá. Đấy. Không nói với lại những cái hàng gọi là ếch nhái nha các bác nhá. Hàng xịn của B3 luôn. Đấy. Gọi là hàng này gọi là hàng trưng bày. Còn rất là đẹp. Đây, tháo côn cho các bác xem. Các bác xem cái côn của nó. Đấy. Đây, một tay quay một tay nhấc thì nó hơi bị khó một tí. Đấy.
Đây là côn của B3 này. Đấy, một cái ốc này. Đấy. Cái họng này là cái chụp này nó là chụp bằng kim loại nhé các bác nhá. Đấy, chụp bằng kim loại. Trên này có một lớp bông này. Đấy, bông này. Đấy. Đây, côn đây nhé các bác nhá. Côn con này rất là to, côn con này nó phải rơi vào tầm độ côn chép của nó rơi vào tầm độ 75 hoặc 76 nhé các bác nhá. Tiếng lên trước con bò hùng quá. Thực tế luôn các bạn nhé, côn to lắm các bác ạ, côn 100 cơ, côn to dã man luôn. Đây là đầu tiên tháo này, à đây để phải đo cái nòng côn ở bên trong rồi kia chuẩn rồi. Đấy, con này nó sẽ rơi tầm côn 75 76. Đúng rồi, 76 nha các bác nhá, côn 76 nha. Nè. Côn 76. Ừ. Con này là từ 17 này. Chép của nó nhá, từ 17 côn 76. Đấy. Đấy. Nhôm dẹp. Đấy. Côn là dây nhôm dẹp. À, quên xin lỗi các bác, dây đồng. Đấy, dây đồng dẹp nha các bác nhá. Đấy, tiếng con này rất là hay rồi, tiếng chép con này mẩy cực kỳ luôn. Đấy. Cực kỳ là mẩy. Cái này để tí này em phải kéo em phải đặt cho con. Đây các bác nhá. B3 này, mã này. Đấy, xịn luôn, 100%. Đấy các bác nhá. Đấy các bác nào mà đi mua loa, mua điếc này. Mua loa điếc thì các bác cứ phải tháo hẳn côn đây này. Đấy các bác kiểm tra. Đấy. Côn nó thay chưa hay không được các bác nhìn được các bác sẽ biết được. Đấy. Đấy, con zin này, con zin 100% của nó và cái sắt xi này của nó là sắt 7 màu nhé các bác nhé. Sắt 7 màu này, các bác nhìn này, óng ánh luôn, 7 màu luôn nhé. Đấy. Và được cái sườn này của nó nhé. Đặc trưng của dòng B3 xịn thì đây. Cái này, nó khắc bằng chữ Tirage nhé các bác nhé. Các bác lau đi không giờ hết được nhé các bác nhé. Đấy. Khắc bằng Tirage, các bác nhìn chưa? Nó cạch cái này này. Đấy. Chữ nó rất là nét luôn này, 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 này. Càng nâu nó càng nét này, này. Có nhìn chưa, càng nâu càng nét này. Chỉ bột mấy cái kiểu như mấy cái ở cái ấy từ đây em nâu kỳ này. Riêng hàng xịn thì các bác yên tâm là nâu thoải mái luôn, không giờ mất cái chữ này đây em nâu đấy. Bên này nó còn cái màu đen đen này à, bên này nó màu em nâu cho nó sáng này, đấy. Nhìn chưa? Đấy, bác nhìn nhá. Đấy. Bên này này. Đấy. Cái ánh điện nó nhìn nó hơi bị chói một tí. Đây, các bác nhìn nhá. Nghe chưa? Đấy. Riêng hàng xịn, hàng nhái nó không giờ nó làm được như thế này, nhé các bác nhá. 100% nó không giờ làm được như thế này. Chỉ các bác nâu được, càng nâu càng nghe. Càng đau càng nét, đấy, chữ nét căng luôn nhé các bác nhá. Đây, đây còn lại như vậy này. Đấy, các bác nhìn chưa này. Đấy, chữ phăng chưa gì nó phải nét như này đấy. Đấy. Và đời về sau này thì nó sẽ làm cái bông tiêu âm thì nó sẽ là bông tiêu âm cũng là màu lông chuột nhá các bác nhá. Nhưng mà nó sẽ đen hơn một tí nhá các bác nhá. Đây này, đông ở đây. Đấy. Đen hơn. Đấy. Còn cái ngày xưa thì nó là cái đời nó là cái đời cũ. Đấy. Cái này là màu nâu chuột nhưng mà cái hàng này nó là hàng nước nên nó còn rất là đẹp. Nó làm về sau này nên là cái bông này của nó còn rất là tốt. Đấy. Bông cũng dày. Đấy. Đấy. Nó chưa bị kiểu như là phai màu theo thời gian nhá các nhá. Đấy. Cũng là xịn. Lông chuột luôn nhé. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, em đã tháo nhấc xuống như này cho các bạn xem. Đây, phần tần này, phần tần đặc trưng của B3 này, phần tần này. Đây, em sẽ zoom cho các bạn xem nhé. MU
12ND đấy, mã phân tần. Phân tần là V3, các bác không nạ rồi, riêng cái hàng nhái các bác nhìn biết ngay, đây nó hàng xịn nhá. Đấy là đúng rồi. Đấy. Phân tần cái dòng này thì phân tần nó rất là đơn giản. Nó không như là dòng X12 nó sẽ có hai phân tần, hoặc là những cái hãng loa con chim nó sẽ có hai phân tần, và con này thì nó chỉ có một phân tần thôi nhá. Các bác nhá, nó chỉ có một phân tần thôi. Đây là mã model thùng này. Zoom nốt cái mã các bác xem. B3 này. Đấy, MU12 này, đấy. Đó, mã vạch. Thùng. Phân tần này. Xịn chưa? Đặc trưng của dòng B3 là cái chip này có chip màu tivi của này này, đấy, màu tivi của này, đấy, màu đặc trưng của B3 như vậy. Đấy, bông thì bao giờ có cái này, đấy, cái bọc ở bên ngoài. Nói chung là dòng này thì các bác chơi thì quá là hay rồi. Đấy, thùng đít cân nhé các nhá, thùng đít cân và cái size thùng của nó sẽ nhỉnh hơn khoảng X12 một chút nhé các nhá, nó sẽ to. Đấy, nó sẽ to hơn thằng X12 một chút. Đấy, thằng X12 thì cái nhá, chiều này thì nó sẽ bé hơn và chiều sâu thì nó sẽ sâu hơn. Đấy, nó cũng bằng nhau thôi, em thấy là sâu nó bằng nhau nhưng mà cái chiều này nó bé hơn, thì có cái con này thì nó to hơn, cái mặt này nó to hơn, cái mặt này này nó to hơn thì nhìn trông nó vậy thôi, nhưng mà con X12 chiều sâu thì nó cũng bằng con này thôi. Đấy, nó cũng bằng con này nhưng mà cái chiều ngang của nó sẽ thấp hơn. Đấy, chiều ngang của nó sẽ bé hơn. Con này đánh tiếng rất là hay, ấm, tiếng ấm, nghe chép không bị chói, không bị chói nha các nhá. Dòng này thì nếu mà để mà so sánh về mức hàng bãi thì thật sự các bác là nó cũ hơn rất là nhiều. Đấy. Và nó những cái hàng bãi nó sẽ sản xuất trước rồi. Sản xuất trước là thì những cái côn này thì nó đánh lâu ngày kiểu gì nó cũng sẽ bị dão. Đấy, nếu mà đánh lâu nữa, đánh mà công suất lớn nhá, các bác để ý những cái viền này này. B3 là nó rất hay bị gãy nhé. Đấy. Đấy. Nó rất hay bị gãy màng. Đấy. Cái cổ màng này các bác nhìn nó là một là gãy, hai bị dập. Đấy. Nó có đánh ở công suất lớn. Đấy. Đặc biệt những hàng bãi là đánh rất là dã man luôn. Đấy. Và những cái hàng bãi với lại cái hàng gọi là hàng sản xuất về sau này, cái hàng lướt bây giờ ấy. Đấy. Là đều là cùng một hãng, đều là một nhà máy sản xuất ra. Đấy. Nhưng mà con này thì thật sự của các bác nó chỉ chênh nhau hàng bãi không đáng bao nhiêu tiền, chỉ từ 2 triệu đến 3 triệu thôi. Đấy. Tại sao các bác không dám chơi hẳn con hàng như này để làm sao nó yên tâm hơn, nó chất lượng hơn, nghe nó sẽ gọi là phê hơn con hàng bãi. Đấy. Và chất âm thì thật sự các bác là nó sẽ hàng mới bao giờ nó cũng ok hơn rất là nhiều. Đấy, với những cái đôi loa chất lượng như này nhé các bác nhá. Đấy thì bên em xin báo giá luôn cho các bác để các bác phải biết hàng bãi cũ đấy thì nó sẽ rơi vào tầm độ 13 triệu nhé các bác nhá. Nhưng mà đôi như thế này đẹp như này, hàng nước đẹp này còn 98%, thiếu mỗi thùng xốp thôi, thì bên em đang bán mức giá là 15 triệu nhé các bác nhá. 15 triệu. Đấy, giá cực kỳ tốt để cho các bác được chơi những cái dòng loa B3 đẳng cấp xịn, thương hiệu của Đức nhé các bác nhá. Đấy, bác nào mà cần những cái dòng sản phẩm chất lượng như thế này liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em đang trên bài, và cam kết cho các bác là 100% là hàng chính hãng, hàng xịn của B3 nhé các bác nhá. Không nói với hàng nhái, các bác nào mà cần so sánh thì các bác cứ tìm hiểu, nên là trên kênh đấy, đấy hàng xịn nó như thế nào, đấy, hàng nhái nó như thế nào các bác sẽ biết ngay. Và những cái hàng xịn đây, cái bát của nó đây nhé các bác nhá. Đấy. Bát thì các bác nhìn này, rõ vào bên trong côn nó, côn hở nhé các bác nhá. Đấy. Và đó. Cái dâu này này. Đấy, hàng nhái thì riêng cái dâu này các bác nhìn đã khác rồi. Đấy, cái dâu nó sẽ không bọc. Đấy. Và cái này. Đấy thì nó sẽ bóng nừ, và cái này các bác nhìn này, nó có cái độ sần, độ gợi, nhưng mà sờ vào đấy nó rất là mịn luôn. Nhé các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này, đây là côn này, côn nhện đây. Đấy, côn nhện này. Tất cả là đấy, côn nhện chưa, đẹp zin 100% nhé các bác nhá. Đấy. Đấy, giá thì 15 triệu một đôi, giá chưa bao ship nhé các bác nhá. Các bác lấy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em đang trên bài. Bên em có rất là nhiều những cái mẫu sản phẩm mới
Và nhiều mặt hàng thì các bác nào cần thì liên hệ qua số Zalo 0955778338, Facebook cũng 0955778338. Các bác nào gần qua trực tiếp cửa hàng ở số 247C đường Ngô Quyền, phường Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Về video này em xin chân thành cảm ơn các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác nào nếu thấy hay cho em xin nút like, nút đăng ký để ủng hộ kênh bên em. Và xin chào và hẹn lại các bác trong các video tiếp theo ạ.